Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Psycho. Thì trên màn hình mọi người đang xem đây là mẫu Sava X9 phiên bản R7120 nha mọi người. Thì chiếc xe này là một trong những cái nâng cấp mới của Sava X9. Thì trước đây là có một cái mẫu đó là Sava Hokkaido. Tuy nhiên về cái form dáng thiết kế thì nó sẽ ít phù hợp, cũng như là người dùng Việt Nam mình ít quan tâm tới cái form dáng của châu Âu. Những cái khung mà nó có thiết kế bản vành, bản khung lớn như thế này nè, thì em thấy là đa số các anh chị thích hơn so với lại là các cái dòng mà nó có cái form thiết kế ống tròn đó. Thì đây là mẫu X9 mà bên em vừa nhập về. Thì chiếc này nó sẽ cấu hình tương tự giống như là mẫu Sava Hokkaido nha mọi người. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một vài cái nâng cấp trên cái mẫu xe này. Đầu tiên là về cái mà đa số mà các cái dòng xe khác người ta chưa nâng cấp, đa số thôi nha, em không nói tất cả, đó là phần sợi xích. Thì ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cái sợi xích của Shimano nha mọi người, thay vì là xích của KMC giống như là các hãng xe khác. Thì xích Shimano tất nhiên nó sẽ có cái giá thành cao hơn, cũng như là nó có chất lượng tốt hơn, cũng như là cái khi mà mọi người vận hành trên đường nó sẽ ổn định hơn đó, tại vì nó đồng bộ với nhau, người ta thiết kế ra nó đồng bộ với nhau khá là nhiều nha. Còn các hãng xe khác thì người ta vẫn đảm bảo về cái chất lượng. Các cái hãng sên người ta vẫn đảm bảo về chất lượng nè, cũng như về cái nguyên lý vận hành. Tuy nhiên về độ êm ái cũng như là mượt mà thì chắc chắn nó sẽ không bằng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu một người sử dụng xích Shimano thì chấp nhận một cái giá nó cao hơn nha mọi người đó. Chứ nếu chiếc xe này mà chúng ta có cái xích của KMC thì giá thành nó sẽ giảm đi khá là nhiều đó. Rồi thì đây là mẫu Sava X909 nha mọi người. Với cái mã này ấy, thì chúng ta sẽ có giữ nguyên cái form dáng về khung sườn nè. Khung sườn của X909 vẫn được giữ nguyên về cái form dáng thiết kế. Tuy nhiên thì ở đây nhà sản xuất người ta thay đổi về cái màu sơn đó. Thì như trên hình mọi người đang thấy đây là một cái màu đỏ cam khá là đẹp nha. Nếu mà anh chị nào mà thích sự nổi trội ấy, thì đây là một cái màu là cực kỳ sáng luôn. Đỏ đây, ở đây đỏ cam nha mọi người. Thì nhìn sơ qua thì phải gọi là rất là đẹp. Màu sơn Sava X9 làm cực kỳ đẹp. Với phần khung này á, thì chúng ta sẽ có phuộc nè, cũng như là cọc yên thì chất liệu là carbon đó. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái ghi đông bô tan liền của Sava luôn nha mọi người. Thì ghi đông bô tan liền á, nó sẽ giúp cho mọi người giấu dây nè, dây đi bên trong gọn gàng đẹp hơn đó. Thứ hai là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người khí đồng học khá là nhiều nha. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái tay lắc của Shimano 105 nha mọi người. Ở đây là phiên bản R7120, thì tay lắc này có nghĩa đồng nghĩa là tay lắc dầu nha mọi người. Đi kèm với nó, đi kèm với cái tay lắc dầu này á, thì chúng ta sẽ có một con heo dầu. Thì heo dầu ở đây được trang bị là heo dầu R7170. Thì R7170 là con heo dầu được sử dụng cho bộ rút điện nha mọi người. Con heo dầu này nó sẽ tối ưu về cái hiệu suất cho mọi người nhiều hơn, rồi tối ưu về cái lực mọi người bóp nhiều hơn, cũng như là cái trọng lượng của cái con heo dầu này cũng nhẹ hơn so với lại các phiên bản trước. Cái thiết kế nó cũng nhỏ hơn so với lại phiên bản trước đó. Rồi, có một cái điều rất đặc biệt trên cái con heo dầu này, đó là chúng ta sẽ có thêm một cái bố tản nhiệt đó. Thì bố tản nhiệt thì em cũng nói khá là nhiều rồi, nó sẽ hỗ trợ cái hiệu suất thắng mọi người rất là cao nha. Mọi người mà thắng với tần suất nhiều á, thì cái bố tản nhiệt nó phát huy tác dụng rất là tốt. Ở đây mọi người đang thấy nè, thì chúng ta sẽ có một cái bánh của Sava. Thì với cái phiên bản vành này chúng ta sẽ được sử dụng là vành carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Bản vành thì cao 5 phân nè, đi kèm với nó là một cái thương hiệu lốp đến từ ZT, thông số là 700x25C. Rồi, với cái phiên bản X9 này á, thì chúng ta đã được thay thế từ một cặp đùm của Shimano qua một cái đùm khác rồi. Thì ở đây là no name nha mọi người, không có thương hiệu, không có tên. Xe có như thế nào thì em giới thiệu cho mọi người như vậy thôi. Tuy nhiên thì với cái không tên này thì chúng ta sẽ được cái gì? Thì thay vì đùm Shimano á, thì người ta sử dụng Bicon nha mọi người. Còn với cái đùm không tên này á, thì chúng ta lại được sử dụng lạc đạn. Vì vậy nên là nó sẽ dễ dàng cho mọi người thay thế nè, mọi người sửa chữa nè, thay thế rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Còn Bicon á, thì nó vẫn có cái tác dụng của nó nha mọi người. Bicon thì nó sẽ có cái thời gian sử dụng lâu hơn. Lạc đạn thì mọi người thay vô thay ra thì nó có thể bị không chuẩn xác, thì nó có thể xào, nó cũng khó chịu, nó nhanh hư đó. Dầu mỡ này kia vô là nó nhanh hư. Còn Bicon thì nó vẫn có cái lợi thế riêng đó. Chứ không phải là Bicon là hoàn toàn tệ nha mọi người. Tuy nhiên thì bạc đạn là cái mà lựa chọn tối ưu nhất, bởi vì nó sẽ cho mọi người dễ dàng thay thế hơn đó. Nhưng mà nó cũng sẽ nhanh hư hơn nha mọi người. Về bộ truyền động của mẫu Sava X909 này á, thì chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa của Shimano 105 nè. Thì ở đây nhà sản xuất người ta trang bị cho mình một cái đùi đĩa của R7100 nha mọi người. Phía trên thì sẽ có gạt đĩa của R7100.
Còn phía sau này á, thì chúng ta sẽ có một cái quy đề sau của Shimano R7001, nó kèm theo là 12 clip sau nha. Thì với bản E9 này, nó một điểm nổi trội ở phần bộ rúp đó là chúng ta sẽ được trang bị xích của Shimano thay vì xích của các cái hãng xe bên thứ ba, các phụ tùng bên thứ ba. Thì xích Shimano nó sẽ đồng bộ, nó sẽ tốt hơn về cái chất lượng đó. Rồi nó tốt hơn về cái khi mà mọi người chuyển đề chuyển số thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác chuyển đề chuyển số êm ái mượt mà hơn. Mẫu Sapa S9 này thì có giá là 30.990.000 nha mọi người. Nếu mà anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu Sapa S909 này á, thì có thể liên hệ với số điện thoại em để bên trên màn hình để em hỗ trợ cho mọi người tư vấn về size xe, màu sắc của xe nè, rồi phương thức vận chuyển. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu sơ về cái cấu hình của mẫu Sapa S9 này để cho anh chị có thêm một cái sự lựa chọn cho bản thân mình nha. Còn với cá nhân em, đây là một dòng xe phải gọi có một cấu hình rất là tốt rồi, cũng như một cái mức giá phải gọi quá phù hợp nha mọi người. Rồi cực kỳ phù hợp, cực kỳ hợp lý luôn. Nếu mà so ra thì Sapa thật sự đang cạnh tranh rất là khủng khiếp so với lại các hãng xe khác. Đó, như vậy nên là anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu Sapa S9 này thì có thể liên hệ ngay cho em nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các video lần sau ạ.